Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta còn có thời giờ để mà học lời Chúa chung với nhau. Và như anh em biết là vài năm trở lại đây là ở Việt Nam nó rộ lên cái phong trào là sản phẩm nhà làm được. Từ trà sữa nhà làm cho tới cà phê nhà làm, cho tới gọi là chân gà nhà làm, thứ gì cũng nhà làm ấy. Và cũng để theo đu theo cái trend nhà làm đó thì tôi cũng xin được giới thiệu một cái sản phẩm nhà làm. Đó là cái quả đầu không có đụng hàng do nhà tôi làm được. Hãy sử dụng ngôn ngữ hiện đại đó, đã gọi là đang hot tại Việt Nam là do cái nóc nhà của tôi gọt. Thời buổi dịch giả như vậy thì có chi dùng nấy chứ, đòi hỏi chi. Mà đổi móc sành sạch luôn nha. Đầu tiên á, là cái kiểu cánh cụp cánh xòe, tức là bên còn bên mất. Mà hôm sau là cái đây là cái sản phẩm hoàn thiện mà quý vị thấy đây. Giữa cái thời buổi dịch giả mà đủ thứ chuyện buồn như này mà có được cái lý do để cười không ngậm được mồm thì cũng là rất là hàng hiếm đó quý vị. Cho nên đúng là may mà có em đời còn dễ thương. Hôm nay thì chúng ta sẽ chính thức bắt đầu học biết về cái loạt phán xét kinh hoàng của Đức Chúa Trời giáng trên con loài người sau khi hội thánh đã được cắt lên. Mà kinh thánh là đã phân định rõ là có ba cái thành phần trong con loài người là hội thánh nè, Israel nè và dân ngoại. Hội thánh thì đã được xử rồi, bây giờ tới phiên Israel và cuối cùng sẽ là dân ngoại. Và chúng ta đã học biết ở trong chương 5 là chuyên con của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa vinh hiển đó, vị thẩm phán hay là quan vị quan án trong cái phiên xử trung thẩm đã nhận lấy cái cuốn sách từ nơi tay Đức Chúa Cha rồi. Giờ cái thi hành án là bắt đầu và cơn đại nạn xin được phép bắt đầu. Và như anh em biết là thế như Jeremy chương 30 câu 7 đó, thì cái cơn đại nạn được gọi là cái kỳ hoạn nạn hay là cái kỳ khốn đốn của Jacob. Nên là hội thánh không có liên quan gì đến thời kỳ này đó, trừ khi là quý vị thuộc trong cái nhóm mà một người bị bỏ lại đó. Còn không thì là chúng ta chỉ có thể chứng kiến cái đại nạn từ trên không trung mà thôi. Và căn cứ theo Daniel chương 9 câu 27 đó anh chị em, thì cái kỳ đại nạn này sẽ kéo dài trong vòng một tuần lễ tiên tri, tức là 7 năm. Nhớ là cái hoạn nạn hay khổ nạn đó thì trong lịch sử nhân loại là từ lúc bắt đầu có thời gian cho đến tận bây giờ thì không có biết bao nhiêu mà kể, không biết bao nhiêu cơn hoạn nạn hay là khổ nạn mà kể. Nhưng mà kinh thánh bảo là không có một cái cơn hay là không có một cái kỳ hoạn nạn nào có thể so với cái kỳ đại nạn này cả. Có nghĩa là gì? Đại nạn là có một không hai. Nói như trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 21 mà Chúa Giê-xu nói đó, lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ lúc sáng thế đến bây giờ chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. Cứ theo lời của Chúa Giê-xu ở đây mà xét ấy, thì ngay cả cái trận đại hồng thủy thời Noe cũng không thể so sánh luôn. Thậm chí là có người họ định nghĩa như này: đại nạn là mình gom tất cả cái sự kinh hoàng của mọi cái cuộc chiến tranh trên thế giới đó, từ lúc có thời gian cho đến giờ, rồi mình ném thêm vào đó nữa, mình ném vào đấy tất cả mọi cái thảm họa thiên nhiên từ lúc khởi thủy, rồi mình tháo bỏ mọi cái sự kiềm chế để cho cái sự gian ác mà không thể tả đó, rồi cái lòng căm thù và cái bất công hết nấc của con người đó, đối với đồng loại được hoàn toàn tự do hoành hành, đem tất cả những cái điều đó dồn lại nén vào trong vòng 7 năm đại nạn là vậy đó. Nhưng mà người ta nói là kể cả khi tôi và anh em có thể tưởng tượng được cái nỗi kinh hoàng như vậy đi nữa thì điều đó cũng không thể sánh được với cái mức độ kinh hoàng hay là khủng khiếp của cơn đại nạn. Do vậy đó, nếu mà chiếu theo nếu chúng ta xem kỹ Daniel chương 7 chương 9 câu 7 á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái độ khủng của cái cơn đại nạn đó thật ra chỉ diễn ra trong cái 3 năm rưỡi sau mà thôi. Ở trong Daniel chương 9 câu 27, lời Chúa viết như này: thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, nhưng đến giữa tuần ấy hắn sẽ ngưng việc dân sinh tế và tế lễ chay. Và điều này nó cũng tương ứng với những gì diễn ra trong sách Khải Huyền. Chúng ta sẽ cùng xem ở trong chương 6. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chương 6. Chúng ta xem trước hết câu 1 và câu 2. Tôi nhìn xem khi chuyên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, và tôi nghe một
trong bốn sinh vật nói tiếng như sấm rằng: hãy đến. Tôi nhìn xem, kia là một con ngựa trắng. Người cưỡi ngựa có một cây cung và được ban cho một mão triều thiên. Mão triều thiên ở đây là Stephanos, anh chàng. Người đi ra như một người chinh phục và chiến thắng. Chiên con mở ấn và có lệnh phát ra từ một trong bốn cái vị thiên thần hộ giá, đó là come, hãy đến. Phải có lệnh mới xuất hiện được, chứ không phải muốn đến là lúc nào đến đâu. Có thời điểm hết á. Và cái thời điểm đó thì sao? Đã được ấn định sẵn rồi. Chiên con mà không tháo ấn thì cứ chờ đó thôi. Trong tiếng Việt ấy, trong các cái bản dịch tiếng Việt, thì cái vị mà ngồi trên lưng ngựa đó, trong tiếng Anh là rider đó, là được dịch là người cưỡi ngựa. Dễ khiến cho tôi và anh em hiểu lầm đó là một người. Nhưng mà không phải người nghe anh chị em. Cần nhớ là trong ở đây là dân đang thấy ở trong linh, à, trong in spirit đó. Đó là trong cái thế giới linh đó, thì dân nhìn thấy như vậy, chứ không phải là trong cái thể lý là physical đâu. Thành ra là những gì ông thấy đó phải được hiểu trong cái nghĩa biểu tượng, chứ không thể được hiểu theo cái nghĩa đen thui lùi được. Thế rồi lần lượt ở trên sân khấu lại xuất hiện bốn ngựa, bốn con ngựa và bốn cái tay này ngựa. Hình bóng là của bốn cái thế lực chấp pháp, bốn cái thế lực mà nó sẽ lèo lái cái cục diện thế giới lúc bây giờ. Đầu tiên sẽ là cái vị cỡ ngựa trắng. Cái vị cỡ ngựa trắng này đấy, thoạt trong thì như thể là Chúa Giêsu, bởi vì cũng cỡ ngựa trắng mà, cái biểu hiện của sự chiến thắng. Nhưng mà chúng ta xem ở trong Khải Huyền chương 19 từ câu 11 đến câu 15, hay là cái chỗ mà mô tả về Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy có những cái sự khác biệt đối với vị cỡ ngựa trắng ở chương 6. Hãy nhớ là đầu cơn đại nạn cũng có một vị cỡ ngựa trắng, và kết thúc cơn đại nạn cũng một vị cỡ ngựa trắng, nhưng mà hai nhân vật là khác nhau. Khải Huyền chương 19 từ câu 11 đến câu 15: bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và kìa có một con ngựa trắng, đấng cưỡi ngựa có tên là thành tín và chân thật. Câu số 12: mắt ngài như ngọn lửa, trên đầu ngài có nhiều mão triều thiên. Cái mão triều thiên này là diadema, nó khác với Stephanos. Câu số 15: từ miệng ngài có một lưỡi gươm bén, dùng để đánh các nước. Cái khác biệt giữa vị cưỡi ngựa trắng ở trong Khải Huyền chương 6 câu 1 câu 2 với Chúa Giêsu trong chương 19 là trước hết là cái mẫu triều thiên. Mẫu triều thiên của cái vị cỡ ngựa trắng trong Khải Huyền chương 6 đó là Stephanos. Đó là cái mẫu triều mà dành cho cái người chiến thắng trong cái cuộc đua, giống như là vận động viên ấy. Còn diadema, cái mẫu triều của Chúa Giêsu là cái, đó là cái vương miện, tức là mẫu triều của vua. Cái khác thứ hai giữa cái vị cỡ ngựa trắng trong Khải Huyền chương 6 và Chúa Giêsu trong chương 19, đó là cái khí dụng mà họ dùng. Cái vị ở trong chương 6 đó là có một cái cánh cung, cái cây cung, không có cái bao tên hay là mũi tên nào kèm theo cả. Còn Chúa Giêsu á là cái gươm bén. Do đó cái vị cỡ ngựa trắng ở trong Khải Huyền chương 6 câu 1 câu 2 đó không phải là Chúa Giêsu anh chị em, mà phải là một cái vị giả mạo Chúa Giêsu, giả mạo Đấng Christ, tức là Antichrist. Đó là trong linh giới nha. Ông Giang ông thấy như vậy. Nhưng mà trong tự nhiên ấy, lúc bây giờ thì chắc chắn không phải là cỡ ngựa trắng gì đâu. Nếu đây không phải là một cái vị nguyên thủ quốc gia nào đó, đó thì cũng phải là một nhân vật có ảnh hưởng mang tầm quốc tế lúc bây giờ. Trong cái tiếng Hy Lạp đó, cái tiếp đầu ngữ anti, nó không chỉ là có nghĩa là chống lại, cái kiểu mà anti-vaccine, chống vaccine, mà còn có cái nghĩa là thế chỗ, mà còn có cái nghĩa là đứng thế vào cái chỗ của ai đó. Và vì có cái vị cỡ ngựa trắng này đó, chỉ có cung mà không có cái mũi tên nào cả, nhưng lại đi ra như một người chinh phục và chiến thắng, tức là đi đến đâu thắng đến đấy đó. Cho nên hầu hết các cái nhà giải kinh thì đều tin rằng cái vị này chinh phục các cái chính phủ trên thế giới bằng cái sức mạnh mềm, tức là bằng cái chính sách ngoại giao chứ không phải bằng vũ lực. Và anh em cũng nhớ là vì có cái kỳ đại nạn đó là nó liên quan đến dân Israel và dân ngoại, nên cái vị mà cởi cái ngựa trắng này nè sẽ có những cái dàn xếp hòa bình mang cái tính chấn động giữa Israel và thế giới Hồi giáo, chẳng hạn như giữa Israel với Iran chẳng hạn. Phải có những cái chiến tích mà chấn động cỡ như thế đó thì mới có thể khiến cho người Do Thái họ tin rằng là cái vị đó là đấng Messiah, tức là đấng Christ được. Chứ còn bình thường là không dễ gì dụ họ được đâu. Cá nhân tôi thì tôi có để mắt đến một người, đó là Jared Kushner, vị con rể của Tổng thống Trump.
Anh ấy là cái người mà kiến tạo hòa bình giữa Israel và bốn cái quốc gia Hồi giáo là UEA, rồi Bahrain, rồi Sudan, rồi Maroc đó. Trong cái hiệp định gọi là hiệp định hòa bình Abraham. Cái ý tưởng của anh là tất cả con cháu Abraham là phải ngồi lại với nhau theo một cái kiểu mới. Cho nên nếu mà cái kỳ bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới đây, nếu hội thánh mà chưa được cất lên á, biết đâu chúng ta lại sẽ thấy gia đình của cựu tổng thống Trump tung hoành. Nếu không phải là cựu tổng thống ứng cử trở lại thì có khi là con gái ông chăng. Hãy để ý điều đó anh chị em, đây là cái ý kiến cá nhân thôi, cái nhận xét cá nhân thôi. Nhưng mà dù là ai đi nữa đó anh chị em, thì theo như lời tiên tri trong sách Khải Huyền chương 6 câu 1-2 này đó, thì thế giới sẽ có một cái giai đoạn hòa bình. Các cái cuộc xung đột sẽ được giải quyết bằng đàm phán giữa các bên và đóng cái vai trò trung gian hòa giải cho các cái xung đột quốc tế đó đó. Không ai khác hơn là cái vị cỡ ngựa trắng đó, tức là một vị nguyên thủ quốc gia hay là một nhân vật có cái tài đàm phán nổi tiếng thế giới thời bây giờ. Và cái giai đoạn hòa bình này nè, cái giai đoạn hòa bình là chính là cái nửa tuần lễ tiên tri đó anh chị em, hay là 3 năm rưỡi đó, hay là 3 năm rưỡi đầu của cơn đại nạn đó. Bảo rằng là đại nạn mà sao thấy sao được hòa bình sướng vậy? Nhiều người sẽ nói là gì, nếu mà lúc đó đó họ sẽ nói gì, đúng là mấy ông đi đậu chúa nó bậy nó bạ, người ta đang hòa bình này mà nó đại nạn, cái gì mà đại nạn, mấy ông chết hết rồi á, bị lúc đó là hội thánh đã đi hết rồi, mấy ông chết hết rồi chứ đâu mất cái tiêu chứ không còn đây, lôi đâu quýnh vô mấy trận. Đúng là có hòa bình thiệt anh xem, nhưng mà rõ ràng là niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nhưng đến giữa tuần ấy, theo như là Daniel chương 9 27 thì cái ấn thứ hai sẽ được mở. Câu 3 và câu 4: khi chuyên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Một con ngựa khác màu hồng, trong nguyên văn phải dịch đúng phải là màu đỏ, đỏ đậm á anh chị em, đỏ bọc đồ á. Một con ngựa khác màu hồng hiện ra, người cưỡi ngựa được quyền cắt sự hòa bình khỏi mặt đất để người ta giết hại lẫn nhau. Người cũng được ban cho một thanh gươm lớn. Hết cái thần hòa bình tới rồi, bây giờ tới cái vị thần chiến tranh, tức là đỏ nó xuất hiện. Mình có thể thắc mắc sao kỳ vậy? Kỳ gì đâu, đã được lập trình sẵn rồi, set up đâu đó rồi. Đúng thì đúng giờ là cái chương trình nó tự động nó chạy thôi. Giống như Tesalonica nhất chương 5 câu 3 nói đó, khi người ta nói hòa bình và an ninh thì sự hủy diệt bất thần ập đến, như cơn đau chuyển dạ đến cho người phụ nữ mang thai, họ không sao tránh khỏi. Thật ra thì chiến tranh thì thời nào cũng có. Hiện đang hot nhất là cái quân Taliban đã trở lại nắm quyền ở tại Kabul, thủ đô Afghanistan, là sau 20 năm bị đánh bật ra khỏi xứ sở. Mỹ và đồng minh đang gấp rút di tản khỏi cái quốc gia Nam Á này. Nhưng mà Chúa Giêsu bảo gì anh chị em biết không? Ở trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 6 đó, các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng đừng bối rối vì việc này phải xảy ra nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Vâng, chiến tranh thì lúc nào chẳng có. Nhưng mà đó không phải là cái chiến tranh mà của cái vị thứ hai này cưỡi ngựa tới đâu. Tất cả những cái cuộc chiến tranh hay là nội chiến hay là chung đột sắc tộc này nọ chỉ là muối khi cái vị cưỡi ngựa đỏ bầm bầm này là mà, tức là thần chiến tranh này xuất hiện. Theo như chương 6 câu 4 này thì hòa bình, tức là cái thời mà của cái tay ngựa trắng đó, sẽ bị cắt khỏi mặt đất. Tức là ngay lập tức là cắt khỏi cả thế giới khi cái vị mà cưỡi ngựa đỏ này xuất hiện. Tức là khi thần chiến tranh xuất hiện, tức là cả thế giới đều quýnh nhau. Thời trước là người ta quýnh nhau vì lãnh thổ, thế kỷ 20 là người ta quýnh nhau vì ý thức hệ, và rồi đây tôi nói với anh chị em, người ta sẽ đánh nhau vì nước, nước uống, nước sinh hoạt. Trung Đông sẽ lại là lò lửa. Và nếu anh chị em để ý đó, đặc biệt là trong các cái chương sau của sách Khải Huyền, là đằng sau các cái cuộc chiến tranh trên thế giới là luôn có cái sự hiện diện của các cái thế lực thần linh. Không phải chủ nghĩa, không phải ý thức hệ, không phải là đảng phái, không phải là tín ngưỡng hay là quyền lợi quốc gia gì đâu, mà là sự xúi dục của cái tay này ngựa đỏ đỏ đó đó. Sau những cái chương sau này em thấy rất rõ về cái chuyện đó. Chúng ta đi tiếp. Câu số 5, số 6: khi chiên con mở ấn thứ 3, tôi nghe sinh vật thứ 3 bảo hãy đến. Tôi nhìn xem kia là một con ngựa ô. Ngựa ô là ngựa đen đó anh chị em. Người cưỡi ngựa tay cầm chiếc cân. Tôi nghe dường như có tiếng ở giữa bốn sinh vật nói rằng một đơn nghe, một đấu lúa mì,
một Daniel 3 đấu lúa mạch, nhưng dầu và rượu thì chớ đụng đến. Chiến tranh mà đã xuất hiện thì nạn đói tiếp bước theo là chuyện hết sức tự nhiên. Và cái điều này thì dễ dàng kiểm chứng được trong suốt cái dòng lịch sử của nhân loại. Giá lương thực, thực phẩm nó sẽ leo thang. Daniel là một cái tiền công của một ngày đó anh em. Tiền công một ngày mua được một đấu lúa, một đấu lúa mì và ba đấu lúa mạch. Đói mà. Nhưng mà dầu và rượu đó thì chớ đụng đấy. Khi chiến tranh nó xảy ra thì không có sản xuất cái đình đốn, thì cái chuyện mà lương thực, thực phẩm nó tăng giá là chuyện tất yếu rồi. Nhưng mà dầu và rượu thì chớ đụng đến, có nghĩa là sao? Có nghĩa là đói kém nó chưa có đụng đến cái thành phần giàu có. Rượu và dầu đó là cái thứ đồ dùng của cái đám nhà giàu, chưa có đụng đến. Bao giờ cũng vậy thôi, nạn đói nó không có đụng đến cái nhà giàu. Rồi tiếp tục. Hòa bình là tới chiến tranh rồi đúng không? Tiếp tục câu số 7. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe sinh vật thứ tư nói: hãy đến. Tôi nhìn xem, kìa là một con ngựa xanh xám, tức là cái màu mà tái tái mà xanh xanh mà giật giật đó. Người cưỡi ngựa tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau nó. Họ được quyền trên 1/4 đất để giết bằng gươm, giáo, đói kém, dịch bệnh và các thú dữ trên đất. Sau chiến tranh, đói kém thì thần chết và diêm vương xuất hiện, thì cũng là tất yếu thôi. Dân số thế giới ngày hôm nay đó, tính đến hôm nay là 7 tỷ 7. Nếu chừng đó, nếu đến chừng đó thì chắc tầm cho là 8 tỷ đi, thì cái cặp đôi quỷ diệt này nó sẽ được quyền hốt đi 2 tỷ. Nếu chia đổ đồng cho cái 40 món mà nó sử dụng là chiến tranh là gươm đó, thứ hai là đói, thứ ba là dịch, thứ tư là thú dữ đó, mỗi em được 500 triệu. Mỗi em được 500 triệu. Covid-19 nó tính cho đến hôm nay thì trên toàn thế giới chỉ mới chết có 4 triệu tư à. Thành ra là đừng có rao giảng rằng là con ngựa thứ tư đã xuất hiện rồi nha mấy anh mấy cha. Nhiều khi nhiều người cứ thấy vậy là nói rằng là đây con ngựa thứ tư. No, mới có 4 triệu tư à. Mỗi anh phải 500 triệu rồi mới đúng. Và nhiều người cũng thắc mắc là cái chuyện thú dữ đó, làm sao thời này mà có cái chuyện thú dữ nó hành hại con người ta. Tôi chỉ đơn cử một cái chuyện rất là nhỏ thôi. Vũng Tàu phong tỏa chừng có vài bữa là khỉ ở trên núi nó tràn xuống đường, nó tràn vô mấy cái nhà hàng đó, là chính quyền phải kêu gọi người ta góp trái cây lại để xin mấy ảnh lục ngược lên trải lại. Thì mình cứ tưởng tượng là khi chiến tranh nó đã xảy ra rồi, xóm làng phố phường tan tác rồi, đói kém á, thì thú dữ nó sẽ lộng hành. Cái chuyện nó cũng rất là đơn giản. Đó là đại nạn rồi mà, đại hồng thủy mà còn chưa so được mà. Do đó anh chị em ơi, đừng có hốt hoảng, đừng có thần hồn nát thần tính mà giải nghĩa lung tung xèn hết trơn. Đừng có dùng kinh thánh để hù dọa người ta. Tôi cứ để ý, cứ thấy mỗi lần có cái chuyện gì đó là người ta hay lục sách Khải Huyền ra để nói, nhưng mà nó không đâu về đâu hết. Nên như tôi đã nói trong bài trước đó, tôi và anh em cần phải đối chiếu với những gì mình khám phá được, những gì mà mình đọc được với toàn bộ cái hệ thống giáo lý Cơ Đốc, với những phần kinh thánh còn lại đó, để tôi và anh em không có bị lầm lạc, không bị quá khích. Cái điều mà Chúa muốn cho con dân Chúa đang chịu khổ nạn thời của dân, cũng như là cho chúng ta ngày hôm nay, những người đang sống cuối các cái thời đại đó, là gì? Là nhận biết và ghi khắc vậy nè. Chiên con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta đó, đang thật sự nắm quyền trên cả cõi trời đất. Ngài đang điều khiển cái dòng lịch sử nhân loại để mọi sự xảy ra theo như cái kế hoạch đã được lập thành từ trước buổi sáng thế. Mọi cái thế quyền ở thế gian này được dấy lên hay là bị hạ xuống là điều hoàn toàn do chính một tay Chúa quyết định đó anh chị em. Hòa bình, chiến tranh, dịch bệnh hay ngay cả cái nạn thú dữ đi nữa, thì không có một cái điều gì là ngẫu nhiên, là bất cẩn hay là quyết định bốc đồng ngẫu hứng của con người đó. Dù con người có ra quyết định đi nữa, con người có lên kế hoạch hay là toan tính chuẩn bị các kiểu đi nữa, nhưng thực tế là gì? Con người chỉ là đang làm thành kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã hoạch định từ trước buổi sáng thế mà thôi. Chúa tể trị mọi sự, điều khiển mọi sự và khiến cho mọi sự hiệp lại đó, làm thành ý muốn của Ngài. Đó chính là cái hy vọng cho những người tin Chúa thuộc mọi thời đại. Đó chính là lý do mà người tin Chúa vẫn có thể hát giữa những cái cơn đại dịch. Người tin Chúa vẫn có thể hát giữa những giờ tan chế đó anh chị em. Cho nên tôi muốn kết thúc cái phần chia sẻ sáng hôm nay bằng
Cái lời của cái bài thánh ca là tôi biết đấng nắm giữ tương lai mình. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, tôi không cần lắng lo làm chi, vì tôi biết đấng nắm tương lai mình và tôi biết Ngài đi trước tôi. Xin Chúa làm cho lòng anh em tràn đầy hy vọng. Dầu rằng dịch lệ nó đang diễn ra ngày một nặng hơn, sâu rộng hơn, cái tình hình kinh tế nó có vẻ ảm đạm hơn, nhưng mà hỡi anh em, tôi và anh em khác với người không có Chúa, vì tôi và anh em có hy vọng nơi đấng đang nắm giữ tương lai, chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cùng cộng nguyện với Chúa. Hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, vì thật chúng con có Chúa là nguồn hy vọng của chúng con. Ngài là vầng đá vững an của bao thời đại, là nơi mà chúng con neo đậu đức tin của mình. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con thấy được qua lời của Ngài rằng Ngài là đấng quyết định vận mạng của nhân loại. Chính Ngài điều khiển cái dòng chảy của lịch sử. Xin Chúa làm cho chúng con cứ được yên ủi luôn ở trong cái lẽ thật này. Đối với những anh em con đang đối diện với những khó khăn, khi phải chịu dịch lệ, khi phải chịu ảnh hưởng bởi dịch lệ, hay là đang bị bách hại vì có niềm tin nơi Ngài, xin Chúa cho chúng con nhìn thấy Ngài là chiên con đã bị giết từ trước buổi sáng thế, nhưng đã đắc thắng sự chết và đang thực thi cái quyền tài phán ở trên toàn nhân loại này. Hỡi Chúa của chúng con, xin cho chúng con nhìn thấy Ngài, phóng cái tầm nhìn của chúng con nơi lời của Chúa, để đức tin của chúng con được dứt dấy, hy vọng của chúng con được tràn dâng, và chúng con cứ đứng vững luôn đi qua những giờ thử thách, ngõ hầu tới giờ cuối cùng khi gặp lại Chúa ở trong nước vinh hiển, chúng con được Chúa khen là đầy tớ ngay lành và trung tín. Chúng con biết ơn Ngài. Nguyện sự bình an Shalom của Chúa bao phủ trên từng thành viên của gia đình mỗi một chúng con, và xin Chúa dùng chúng con để khích lệ, để yên ủi người khác, đặc biệt là những anh em đồng đức tin trong cái giờ hoạn nạn thử thách đang vây quanh khắp mọi nơi như thế này. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con biết ơn Chúa trước về tất cả mọi điều Chúa dành cho chúng con. Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.